Một lô mai chứng thủy thanh lý nha các bạn, cũ có mới có, gom lại một lần luôn, mình bán một clip luôn cho giá siêu rẻ luôn. Đây coi, 2, 4, 6, 8, 10, 11 cây các bạn, 11 cây nu mật khỉ, lớn có, nhỏ có, nhưng mà đa phần là chàng 20, 22, 25, có 3 cây nhỏ à, còn nhiều là trên 20 đổ lên hết nha các bạn. Đây là gần cho các bạn ơi. Bán combo 11 cây. Cây này nó bị hạn tí xíu nhưng mà nó đang cuốn theo đó, nó bị hạn. Già cây gì đó. Nó có cốt sẵn. Mấy cây này mình gọt mà cắt mình trét keo kỹ lưỡng rồi nha các bạn. Bó bầu. Đây cây này. Già cây. Con số cây nó bị hạn cái phần già tí xíu, nó không có gì nha các bạn. Giá siêu rẻ luôn, cây này nó già ghê không? Con cây nhỏ, nhỏ nhưng mà nu. Thanh lý luôn. 11 cây. Giá trên tiêu đề nha các bạn. Cây này cũng đẹp nè, cây này dáng cây cũng đẹp, bự. Một cây. Sôi dưới nước nè bạn. Cũng không có nhỏ đâu nha, 20 đổ lên hết. Như cái này trên 20. Chứ cái này nhỏ nhỏ nhưng mà cái này khéo nè, cái này nhìn đẹp không có duyên. Cái này cắt này chỗ này quá. Cái thông số cao cũng được. 11 cây. Mấy chục ngàn cây bạn, tính ra tiền khoảng mấy chục ngàn cây. Anh bán nguyên một cái combo lớn 11 cây, đóng một cái kiện, đóng một cái thùng xốp, còn gọn gỡ cho bạn luôn, đỡ trầy xước nữa. Gom lại, hôm bữa mình bán được một số cây rồi, gom lại cái clip lớn mình bán luôn, bán cho nó gọn, bán một khách một à. 11 cây nha bạn, giá thanh lý luôn.